Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc máy tiệt trùng sấy khô điện tử FB4908SL và cách vệ sinh máy tiệt trùng này nhé. Là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của Fat Baby, máy tiệt trùng sấy khô điện tử mang đến cho các mẹ bỉm sữa nhiều sự tiện lợi và thảnh thơi trong việc chăm sóc bé hàng ngày. Với sự nâng cấp trong thiết kế, máy được trang bị bảng điều khiển điện tử, giúp mẹ có thể tùy chỉnh thời gian và các chế độ theo nhu cầu của mình. Máy sở hữu 3 chế độ tiệt trùng, chế độ sấy khô, chế độ tự động tiệt trùng và tự động sấy khô. Cải tiến lớn nhất của máy điện tử FB4908SL là khả năng điều chỉnh thời gian sấy khô, nhờ điều này mà mẹ không còn lo bình sữa chưa khô hoàn toàn nữa. Đặc biệt, máy sẽ tự động ngắt khi kết thúc quá trình tiệt trùng, giúp mẹ hạn chế việc máy sẽ trở nên quá nóng khi cạn nước. Sản phẩm có khả năng giữ bình sữa và các vật dụng tiệt trùng tận 3 giờ sau đó. Mẹ sẽ có sẵn bình dự trữ để pha sữa cho bé bất kỳ lúc nào bé cần. Đầu tiên, mẹ đong khoảng 180ml nước bằng cốc đo và cho vào đế máy tiệt trùng. Đặt khoang giá để bình sữa vào máy. Đặt bình sữa theo chiều chút xuống để hơi nước có thể dễ dàng xâm nhập vào bình. Khoang bình sữa rộng, có khả năng chứa 8 bình hoặc các vật dụng khác. Sau đó, mẹ tiếp tục đặt các vật dụng như núm ti, nắp đậy của bé lên khay đựng. Đừng quên đậy nắp và cắm điện trước khi bắt đầu quy trình tiệt trùng mẹ nhé. Trước khi chọn bất cứ chế độ nào, mẹ cần nhấn nút nguồn, lúc này đèn bật sáng. Mẹ chọn nhấn nút biểu tượng hơi nước để thực hiện tiệt trùng mà không cần sấy khô. Thời gian tiệt trùng là 12 phút. Trong trường hợp bình tiệt trùng rồi mà chưa khô, bạn có thể thực hiện riêng chế độ sấy khô bằng cách nhấn nút cánh quạt. Mỗi lần điều chỉnh, bạn có thể thay đổi thời gian sấy khô từ 10 phút đến 60 phút. Khi máy bắt đầu hoạt động, mẹ sẽ nghe tiếng âm thanh phát ra. Chế độ tự động là sự kết hợp giữa quá trình tiệt trùng và sấy khô tự động. Điều tiện lợi là trong khi diễn ra quá trình sấy khô, mẹ có thể thay đổi thời gian bằng cách nhấn nút đồng hồ. Mỗi lần điều chỉnh, mẹ có thể thay đổi thời gian sấy khô từ 10 đến 60 phút. Quá trình sấy khô sẽ diễn ra sau 12 phút. Màn hình sẽ đếm ngược về 0 cho đến khi kết thúc. Khi kết thúc cả hai quá trình, mẹ sẽ nghe thấy tiếng. Khi màn hình LED hiển thị 0, đèn hiển thị thời gian hoạt động và đèn chế độ sấy khô tắt. Thông thường, các mẹ bỉm sữa sẽ hay mắc một vài sai lầm khi tiến hành sử dụng và vệ sinh máy tiệt trùng của bé. Đầu tiên, mẹ thường xuyên không để máy nguội hẳn khi tiến hành tiệt trùng lần sau hay bắt đầu vệ sinh máy. Điều này khá là nguy hiểm đấy các mẹ. Các mẹ nhớ lưu ý hay để máy nguội hẳn nhé. Thứ hai, mẹ sử dụng bàn chải cứng, vật cứng hoặc dùng lực mạnh ấn đè lên phần đáy máy. Hãy lau rửa thật nhẹ nhàng để tránh gây hư hỏng và giảm tuổi thọ máy. Mẹ hãy dùng nguồn nước sạch để vệ sinh máy, tránh để lại cặn canxi bám vào đáy máy. Cuối cùng, hãy cùng lưu lại một vài bí kíp vệ sinh máy tiệt trùng cực dễ làm cùng với Fat Baby.
mẹ hãy nhớ vệ sinh màn lọc bụi sau 3 tháng sử dụng máy nhé. Hy vọng với một vài hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn vệ sinh máy của Fat Baby, mẹ sẽ có thể sử dụng và bảo quản máy một cách hiệu quả nhất.